Em xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV. Nói chung trong thời gian vừa qua thì nói về cái con Hukan này thì các bác biết rồi, hàng gọi là phân khúc tầm trung, giá thì khá là hợp lý luôn. Con bô lông kiêm vít này có đầu bô lông 2 trong 1 rỗng nhá, để bán vít bán tôn này và ship mở bô lông của luôn. Đặc biệt là với cái con này thì nó khác biệt so với những con khác là con này nó có cái đầu bi giữa mũi nhỉ. Bình thường những con bu lông đầu rỗng ấy thì chỉ có 5 châm giữa mũi thôi, nhưng con này là có đầu bi giữa mũi cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác khi mà các bác khoan này, khi bác bắn vít bắn tôn này không sợ bị rớt mũi trong tình trạng các bác làm trên cao, không sợ bị rớt mũi luôn cho em nhá. Và con này có búa này cực kỳ là lớn luôn, khi các bác sử dụng thì nó sẽ tự động búa, luôn các nhá, đảo chiều đầy đủ này, có đèn led soi sáng đầy đủ luôn cho em. Con này sử dụng động cơ từ không chổi than nhá. Đấy, cái lực xiết của nó là 330 Nm này, vòng tua lên đến 3200, vòng tua cực đại lên đến 3250 vòng trên 1 phút, động cơ không chổi than. Đây, nhìn hàng cực kỳ chắc chắn, cực kỳ là ngon nhá. Mang thương hiệu Hukan, thương hiệu chính hãng luôn. Thì trong thời gian vừa qua các bác hỏi mua pin cũng rất là nhiều. Em sẽ dư thân máy. Dư và em cũng bán thân máy, bóc máy ra. Đấy. Nhưng mà hiện tại là hôm nay em về được 20 thân máy. Em về được 20 thân máy, em nhập được thân máy này, về được đúng 20 thân máy thôi. Lần này em về được đúng 20 thân máy nên là em xin phép lên bán cho các bác luôn. Nhu cầu thân máy cũng khá là nhiều. Khi ở nhà các bác là có những cục xeo pin này, đóng pin sẵn này, hàng nhái của Trung Quốc, của hàng của Makita, của Hitachi hoặc của Daewoo này, hoặc là các bác tự đóng xeo pin, hoặc là có những cái pin của những con máy mài, các bác dùng máy mài này, các bác dùng máy 3 chức năng thì bác có pin sẵn rồi, thì em có bán cho bác luôn là thân máy này. Thân của con Hukan X1 Pro chung chân pin, chân pin phổ thông nhé, chung chân pin với những con khác như con Makita, con Hitachi này. Đây, em thử lắp, đây là lắp vào con pin Hukan đây. Em thử tiếng máy cho bác xem nhé, thử tiếng máy vòng tua luôn nhé. Cực kỳ ok, đấy. Thì em thử qua với cả pin của Makita cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Em sẽ thử lắp vào con pin Makita này. Nó là chân pin phổ thông này nên các bác xài vô tư ở luôn cho em nhá. Thì con thân máy của Hukan X1 Pro này, hôm nay em chỉ xin phép bán cho bác giá là 650.000, là các bác nhận được sẽ là một thân máy như thế này. Đó, 650k thân máy như thế này, các bác gọi là bắn vít bắn tôn thoải mái. Xin mở bô lông vô tư cho em, bô lông từ 24 trở về cho em nhá. Giá là 650.000. Đặc biệt là các bác đặt hàng trong video thì bên em có tặng kèm các bác là một đầu chuyển sang chuyên vít này. Đấy, một đầu chuyên vít để các bác muốn bắn vít bắn tôn, hoặc là các bác là không lấy đầu chuyên vít thì em có tặng các bác là một mũi bắn vít, một mũi bắn tôn hàng xịn của Bốt, của Bốt và của Daewoo nhá, mang thương hiệu chính hãng này, có lớp từ tôn, có cái lớp tích điện gọi là chống oxy hóa, chống bào mòn khi các bác sử dụng luôn. Đấy, phần quà cho bác trong 20 bác, phần quà dành cho 20 bác, 20 cái thân ở đây là một đầu vít và một đầu từ tôn này. Giá thân máy 650 là nguyên thân nhá. Sau đây em sẽ lắp thử cục pin và em thử test một vài chức năng cho bác xem cái thân máy này có đáng đồng tiền mắc gạo để các bác mua không nha. Em sẽ lắp vào cái đầu từ tôn và trực tiếp bắn vít bắn tôn luôn. Ok nha các bác nhá. Và em sẽ trực tiếp bắn vít bắn tôn trên cái gỗ luôn. Đây. Đây ok ạ. Em sẽ trực tiếp này. Đây là con vít dài 5 phân. Trực tiếp em bắn lên trên cái hộp gỗ này luôn. Gỗ dài 6 phân này. Con này nó đầu là búa cực kỳ là to nên sẽ tự động búa luôn các bác nhá. Em thử bắn thử, test thử trên cái sắt hộp luôn cho bác xem là có bắn nổi không. Con này bắn thì cá là khỏe rồi. Em cũng thử rất là nhiều video clip em thử rồi. Và con này các bác nói chung ưa chuộng rất là nhiều. Bởi vì nó là chân pin phổ thông, là những con khác thì nó xài vô tư được. Các bác có những con khác rồi, chân phổ thông rồi thì các bác có lên cho em thân máy này. Cực kỳ là ngon, cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Em sẽ thử trên sắt này cho bác xem. Đấy, mũi chi mũi chít luôn. Sắt hộp bắn vô tư thoải mái. Ok, để em test thử luôn.
Thì nói chung là khi mà làm một video gì đó thì em rất thích thử cho các bác xem, để các bác biết là con máy nào nó sử dụng được như thế nào nhá. Ok này, em đã lắp vào rồi. Đây em test thử vô đây cho bác xem luôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn nhá. Cực kỳ là ngon. Thì các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng cái thân máy của con Hukan X1 Pro, thân hàng chính hãng nhá. Hàng chính hãng của thương hiệu Hukan. Thì các bác để lại cho em số điện thoại bên dưới video, giá là 650.000. Em có tặng kèm đó là một mũi vip và một mũi từ tôn, hàng của hàng xịn của bố của Đều Át. Hoặc các bác không lấy mũi vip mũi tôn thì các bác có thể chuyển sang cho em là lấy cái đầu chuyển sang chuyên vít này. Ui, lấy cái đầu chuyển sang chuyên vít là ok nhá. Các bác có nhu cầu để lại cho em số điện thoại bên dưới video nhé. Em chỉ có 20 thân thôi. Em về đúng 20 thân thôi. Nên các bác nào có nhu cầu để lại cho em số điện thoại bên video, hoặc là gọi điện trực tiếp qua số hotline em là 0982 826628. Giá thân máy của con Hukan X1 giá 650.000. Miễn ship toàn quốc, anh nhận hàng kiểm tra test hàng đầy đủ trước khi thanh toán cho em. Em về đúng 20 thân. Các bác nào cần thì các bác nhanh tay. Vâng, em xin kết thúc video ở đây nhé. Các bác nào xem video thì có thể cho em xin một nút like và có thể là đăng ký kênh để có thể theo dõi video mới nhất của nhà em nhé. Và khi mua hàng men thì các bác không cần phải cọc, không cần phải chuyển khoản. Các bác chỉ cần cho em số điện thoại, địa chỉ là em sẽ ship hàng tận nhà các bác nhé. Vâng, xin chào các bác ạ.